trước năm mươi xuân thiên cung phụng bái đạo cung thỉnh mời tin thánh này đạo từ trung quả thực dâng lên tiếng đăng trải quả thực dâng lên lòng tin bay thỉnh chú thiên trung chung an ngôi chính vị ở trên trời sở chỉ bốn phương thiên điên đi cũng thỉnh mời đệ nhất thiên điên đi thanh văn công chúa tự nhiên hiện thôn quê phủ dày an thái thôn quê mộng giáng sinh vào cửa nhà đi cảm cảm chân soi thanh ra ngồi cùng đi địa tiên mời mũ đi địa tiên vốn xưa giáng hương trong đền sông sơn nhàn sắc khác thường hình dòng đi nhàn sắc khác đi khác thường giá danh đòi một thuê vườn khô tố đi gương lược tính rời dấu thiêng đi gương lược tính rời rẽ mấy phút lại xuống trời coi phạt sloan thanh ra hồi tin thánh đi lân long từ bốn bờ đền thoại sớm kết loan phòng chàng kinh xuyên đi sớm kết loan phòng thảo mai tiểu thiết đi tạm quyền điều tính giới định chân hương phần khởi xuống thiên thượng đề cùng thiên thanh hiện tại kim lô phong khoảnh khắc nhân hồn tư tiên mãn thở phương tích gặp giá du miên nạn tiêu tài trường nam mô hương cúng giảng bồ tát ma tát nam mô hương cúng giảng bồ tát ma tát nam mô hương cúng giảng bồ tát ma tát khai quang dung nhan thập cờ diệu quang minh chiếu từ trung ngã tích tặng cúng giảng kim phục hoàng thân cần thanh chú tiên trung ca lăng thân già từ mi mật chúng sinh vô ngã kim định lệ khai quang phải cứu từ trung sloan thanh gia ngồi hương một chiến đi chín lần soi thấu giải tóc lòng khải tâu linh nghề thông đi nhất tốt tốt nông 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 thanh ra hồi sân linh sân trang nghi sân tiêu sân linh sân trang nghi
đền thờ quan giám sát đi trên đàn có sắc tạc về phóng. Chín bằng dòng dòng Thank you.
khám xét bản đi lúc vi khám xét bản đi sau là chu sóc hết tà tinh quen tay rồi thì biết tay chân thi biết tay sao ai chân thi biết tay cử lên đồng đồng từ cứu người trần gian cứu đâu thời đấy bình an đâu đấy bình an cứu cho đâu đấy bình an dẹp hết tà quỷ mà ngăn yêu bề tung mây do đi về đoàn lá phục hành bái đạo Kỳ An sở cậy đồng đền dẫn trình đại đấu à anh em ta chắc dáng lịch tử chứng đám đàn duyên trên thượng tấu đế đình dưới hạ trình long cung biến hung thành cát cải họa vi tưởng cuồng phủ cho họ Nguyễn được vận hạn giải trừ tai ương viễn đông yên vui chính thị tà phù hữu vật thương mại hành thông lộc tụ vân lai tài như xuyên trí để đầu làm ngai vai làm kiệu phục sự cửa thánh mẫu cửa anh em ta được bán triệu xế bóng à phục vụ cho xã tăng thường 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 thịnh dân điều à, à. Nước dưới
Nhất 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 nhất